Nếu mà em nói chị nhảy cũ thì chị nói cho em nghe là không có cũ thì không có mới. Chị sẽ lấy cái cũ của chị đập hết cái mới của em. Thật ra là mình bảo Mai Thiên Quân nhảy cũ thì nó cũng có sai đâu. Bọn mình sẽ không nhường nhịn đâu. Để mình cho các bạn thấy thế nào mới là kẻ yếu. Bạn là kẻ yếu hay là mình? Còn bây giờ đến lượt Đỗ Linh sẽ cho mọi người thấy Linh không hề xứng đáng với 23 phiếu bầu này. Nhận được 5 cái không sợ, thì cả 6, 7 cái, 8 cái vẫn chiến. Xin được mời lên sân khấu vũ công đối kháng đầu tiên. Xin mời Mai Thiên Quân của SS Warriors. Chị Mai Thiên Quân bước phát ra là ôi chị ngầu. Wow, Mai Thiên Quân. Wow. Ui. Ui. Nghe tên thấy sợ. Trời đất ơi. Wow, Thiên Quân. Quán quân. Ôi Mai Thiên Quân. Trời đất ơi. Bây giờ sao có giải? Mình muốn thách đấu bé bóng của Last Fan. Hai người được chủ điểm chứ chỉ là bóng Ray Ban. Không mới. Em nghĩ là do khoảng cách thế hệ đi nhảy của em thì em thấy chị này không hợp em. Ưu điểm của Sofire thì có bóng bê bang, nếu như cần tạo ra một cái chen gì đó challenge thì bạn ấy sẽ làm rất là tốt, có thể gọi là viral được. Em thấy bạn này dựng bài thông minh lắm luôn. Thông minh, chính xác, thông minh, rất là trendy. Mình đã từng có cơ hội hợp tác với Logi, The Link, Will, Grand Event. Về độ nhận diện và mọi người biết về đến mình hơn thì chắc là số 1. Những cái nền mà mình tạo nên những cái điệu nhảy ở trên TikTok, dance hay những cái challenge gì đấy, nó đều xuất phát từ hip hop. Và cái bản chất mà để có được một cái nguồn gốc như vậy thì mình phải luyện tập và update rất là nhiều. Những cái mình làm nó cũng mới nữa, nên mọi người hầu như thấy là mình sẽ là người đi trước. Chưa thể có một ai có thể nói với mình là mình là người đi sau. Và người được chủ điểm chứ chính là bóng Ray Ban. Nếu mà em nói chị nhảy cũ thì chị nói cho em nghe là không có cũ thì không có mới. Chị sẽ lấy cái cũ của chị đập hết cái mới của em. Thật ra là mình bảo Mai Thiên Quân nhảy cũ thì nó cũng có sai đâu. Ok. Và ready